Thì trong đồ thì người ta thường được một cái túi như thế này, túi ni lông. Thế xong rồi những cái gói, những cái bánh nhỏ nhỏ thì cho vào cái hộp như thế này. Thế xong nếu mà cái order mà trên 20 đồng thì là được tặng kèm một cái bánh dứa. Các bạn ấy thích là bánh dứa. Thì cái order của mình là trên 20 đồng. Thì để mình có mấy cái loại này là bánh dừa này, bánh cupcake Hokkaido và bánh panda, rồi cái bánh cuộn sweet roll. Hôm nay mình có mua một cái bánh sinh nhật cho bạn Andrew là mocha walnut loại 6 inch, là loại nhỏ thì là 25 đồng. Thì cái hộp của nó như thế này, cái hộp của nó màu hồng rất là xinh. Và bây giờ thì mình sẽ mở ra ở trong nha. Thì ở trong mỗi một cái hộp thì là bánh sinh nhật, thế là người ta để sẵn luôn cái nến sinh nhật ở trong đó, và cả cái dao cắt bánh nữa đó. Để xong rồi mở lên đó, phía trong là cái bánh này à. Mình sẽ tháo cái phần cài này ra, thế xong rồi mình dùng cái dao này mình cắt thì rất là tiện. Thế đây ta có nến sẵn luôn, rồi có dao cắt bánh. Thì dao cắt bánh này bằng nhựa, cắt rất là dễ dàng đó. Thế xong rồi nếu mà mình không ăn hết thì mình lại cắt lại vào cái hộp. Cái hộp này mở ra được thì mình cắt lại vào thì nó gọn gàng, và có cái tay cầm luôn như thế này thì xách rất là dễ đó. Thì trông rất là ngon. Cái này là mocha walnut, thì là ở trong là có những cái hạt walnut. Thì làm bánh mocha walnut lúc mình cắt ra, ôi ơi ngon tuyệt vời, có những cái hạt walnut đây rất là xốp mềm ngon mà không có bị ngọt một chút nào cả. Kem cũng thế, cả cái kem cũng không hề bị ngọt, ăn rất là vừa miệng, thích nhất là không bị ngọt, rất là ngon. Yum. Rồi bây giờ mình sẽ cắt lại bánh vào hộp. Thì là lúc nãy mở ra, xong rồi bây giờ cho lại vào đây. Xong rồi cái này mình. Rồi bây giờ dậy lại. Như là vừa mới mang, được mang từ cửa hàng về. Những cái hộp như thế này khi mà mình dùng xong thì mình giữ lại xong rồi để cho các bạn nhỏ trong lớp của mình, nhất là mấy bạn gái, bạn rất là thích làm mấy cái đồ thủ công hoặc là dùng cái hộp đựng cái gì đấy nữa, đồ nhỏ nhỏ các bạn ý. Thế là mình cùng xong mình không có vứt đi, mình thấy phí tiếc. Thế là mình sẽ đưa cho các bạn nhỏ trong lớp cho các bạn ý dùng.